Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh nha anh em. Rồi có một con nhám tăng của này cây to qua. Con này là điện 100V. À, anh em lưu ý dòng điện nha, điện 100V nha anh em. Con này ngoại hình khá đẹp nha. Đó, vệ sinh sơ. Rồi, zin luôn nè. Rồi con này bán anh em 750 nha, chuyển khoản đủ bao ship anh em, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi con này cái bảng của nó là 75 năm năm mấy đó, 75 55 cái gì đó nha anh em. Nó cái kích của kích thước của cái sợi nhám ha. 75 55 ha. Rồi tăng đưa đâu còn đây nè. Đó, các kiểu ha. Rồi, máy chạy ok im ru. Rồi giá là 750, chuyển khoản đủ bao ship nha, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em.